Đây là thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trên quốc lộ 51 các bạn. Mình sẽ quay video phần 12 từ thành phố Biên Hòa này về để hướng cầu Đồng Nai, sau đó mình về An Sương để mình về Củ Chi. Của phần đường đi từ chợ Phan Thiết ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mình đi ngã Vũng Tàu, đường ven biển. Phần này là phần 12. Mình đi đêm, về ban đêm, mình quay ban đêm. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, cô chú, anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh các bạn. Đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa làm nhiều video tiếp theo các bạn. Vợ chồng mình chuyên về quay đường xá ở tại đất nước Việt Nam thân yêu. Mình đi đến đâu mình quay đến đó để tất cả các bạn, cô chú, anh chị cùng thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những cung đường mà mình vợ chồng mình đi qua. Giờ vợ chồng mình đang lang thang ở thành phố Biên Hòa trên quốc lộ 51.
Gia Kiêu. Thank you.
Đồng Nai.
trái mình là ga xe lửa tại điện ngầm đó. Tới Suối Tiên. Đi quanh quanh như đêm giao thừa là sáng đêm chạy qua đường, chạy nhong nhong qua đường nguyên đi giao thừa, chạy nhong nhong qua đường.
vài tiếng, 300 cây số. Chạy bằng vé nữa mà. Đường giờ tương đối là liền. Đèn đỏ hả?
nhưng mà cái bên đường kẹt gây hòn không? Mình đây thoáng thôi. Xin kết thúc video ở cầu vượt Sóng Thần các bạn.